Chào mừng các em đến với giờ học âm nhạc ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, thầy sẽ cùng với các em chơi trò chơi nghe giai điệu đoán tên bài hát. Xin mời các em cùng chú ý lắng nghe. Xin chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời chính xác nhé. Đây là giai điệu của bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh, nhạc và lời Huy Chân. Và đó cũng chính là nội dung của tiết học ngày hôm nay. Thực hiện theo chương trình, hôm nay chúng ta sẽ học tiết 5, ôn tập bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh và tập đọc nhạc số 2. Nào, thầy cho mình cùng đi vào nội dung thứ nhất, ôn tập bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Xin mời các em cùng lắng nghe lại giai điệu của bài hát. Giai điệu của bài hát. Sau đây, xin mời các em cùng hát hòa giọng với nhạc nào. Các em hãy hát lại bài hát này thêm một lần nữa nhé. Hãy chú ý thể hiện tình cảm khi hát, ngân đủ phách ở cuối câu hát và lấy hơi khi chuyển câu hát. Xin mời các em. Thank you.
các em hãy thể hiện bài hát với hình thức hát kết hợp vỗ tay và sử dụng một số nhạc cụ như thanh phách, sóng loan và gõ đệm theo nhịp. Các em hãy chú ý quan sát các ca từ mà thầy đã đánh dấu để gõ đệm cho chính xác nhé. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nào. Các em hãy hát lại bài hát này thêm một lần nữa nhé. Các em học sinh thân mến, có nhiều hình thức trình diễn để bài hát trở nên sinh động và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em hát kết hợp vận động phụ họa. Các em chú ý, ở bài hát này, tổ hợp động tác của chúng ta như sau. Vỗ đùi phải, vỗ hai tay, vỗ đùi trái, vỗ hai tay. Tổ hợp động tác trên được lặp đi lặp lại cho đến khi hết bài hát. Khi kết hợp với lời ca, các em chú ý sẽ bắt đầu vỗ đùi phải vào ca từ thứ 3. Xin mời các em cùng thực hiện với nhạc nào. Thank you.
Các em hãy thể hiện lại thêm một lần nữa nhé. Các em chú ý thực hiện các động tác thật chính xác nhé. Vậy là các em vừa ôn tập xong bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Nào, chúng ta cùng đi đến nội dung tiếp theo, tập đọc nhạc số 2. Xin mời các em cùng lắng nghe giai điệu của bài tập đọc nhạc. Các em học sinh thân mến, bài tập đọc nhạc số 2 Mặt trời lên gồm có 2 khuôn nhạc. Vậy bạn nào cho thầy biết bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì? Xin chúc mừng bạn nào có câu trả lời chính xác. Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp 3-4. Câu hỏi thứ 2, bài tập đọc nhạc có những nốt nhạc gì? Xin chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời chính xác. Bài tập đọc nhạc của chúng ta có những nốt Đô, Rê, Mi, Son, La. Câu hỏi tiếp theo, trong bài tập đọc nhạc có những hình nốt gì? Thầy xin chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời chính xác nhé. Trong bài tập đọc nhạc của chúng ta có hình nốt đen, hình nốt trắng và hình nốt trắng chấm dôi. Sau đây, xin mời các em chúng ta sẽ cùng tập luyện cao độ của bài tập đọc nhạc. Xin mời các em cùng lắng nghe đọc mẫu. Xin mời các em thực hiện theo nhạc. Đô 1, 2. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Đô 1, 2. Và tiếp theo, xin mời các em hãy cùng quan sát và thực hiện luyện tập tiết tấu trên nhé. Đen, 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 trắng. Đen, 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 trắng rồi. Mời các em lắng nghe lần thứ hai. Đen, 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 trắng. Đen, 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 trắng rồi. Xin mời các em cùng thực hiện theo thầy.
2, 3. Đen, 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 trắng. Đen, 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 trắng. Rồi. Hãy thực hiện thêm một lần nữa nào. 2, 3. Đen, 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 trắng. Đen, 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 trắng. Rồi. Sau đây, xin mời các em hãy cùng nói tên các nốt nhạc ở khuôn 1. Hãy lắng nghe thể hiện mẫu. Đô, 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 mi. Son, son, la, la, son. Xin mời các em thực hiện. 2, 3. Đô, 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 mi. Son, son, la, la, son. Mời các em lắng nghe mẫu khuôn 2. La, 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 re. Son, son, mi, re, đô. Xin mời các em cùng thực hiện. 2, 3. La, 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 re. Son, son, mi, re, đô. Mời các em lắng nghe nét nhạc thứ nhất. Chú ý lên cao giọng nốt la và ngân đủ 3 phách ở nốt son cuối câu. Xin mời các em thể hiện. Đô, đô, hai, ba. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nào. Đô, đô, hai, ba. Hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Đô, đô, hai, ba. Xin mời các em lắng nghe nét nhạc thứ hai. Chú ý lên cao giọng nốt la và ngân đủ 3 phách ở nốt đồ cuối câu. Mời các em thực hiện. La la hai ba. Xin mời các em thể hiện lại lần thứ hai nào. La la hai ba. Hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. La la hai ba. Tiếp theo, các em sẽ thực hiện nối khuôn 1 và khuôn 2. Xin mời các em lắng nghe đọc mẫu. Thầy xin mời các em cùng thực hiện với nhạc nào. Tiếp theo, các em hãy đọc nhạc và ghép lời ca. Xin mời các em lắng nghe đọc mẫu.
xin mời các em thể hiện đọc nhạc và ghép lời ca. Tiếp theo, các em hãy đọc nhạc, hát lời ca, kết hợp gõ đệm theo phách. Chú ý, các em hãy thể hiện phách 1 mạnh và 2 phách sau nhẹ. Các em lắng nghe thể hiện mẫu. Xin mời các em thực hiện nào. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. Như vậy các em vừa được tập đọc nhạc bài tập đọc nhạc số 2 Mặt Trời Lên. Sau đây là trò chơi âm nhạc. Câu hỏi thứ nhất, em hãy quan sát và nói tên các nốt nhạc bị thiếu sau đây. Chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời chính xác. Ở khuôn 1, các nốt nhạc bị thiếu của chúng ta là nốt đồ, son. Chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời chính xác. Ở khuôn 2, các nốt nhạc còn thiếu của chúng ta là nốt la và nốt đồ. Câu hỏi số 2, ai là tác giả của bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh? Xin chúc mừng các bạn đã có câu trả lời chính xác, đó chính là đáp án A. Tác giả của bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh là nhạc sĩ Huy Chân. Câu hỏi cuối cùng, nội dung bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh muốn nói về điều gì?
Xin chúc mừng các em đã chọn đáp án A là đáp án chính xác. Các em ạ, khi nào trái đất không còn tiếng bom, tiếng súng, trẻ em có một cuộc sống yên vui, hạnh phúc, đó chính là nội dung của bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Như vậy là các em đã hoàn thành nội dung của bài học ngày hôm nay. Thầy xin hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Ở nhà, các em hãy tập biểu diễn bài hát cho người thân nghe và tập đọc nhạc số 2 Mặt trời lên. Tiết học âm nhạc của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các giờ học âm nhạc sau.